Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Mẹ đầy dư ơn thiên cao quý, đón con kính chào. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên. Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay thứ năm, ngày 13 tây tháng 8 năm 2015, trong tuần 19 thường niên, Kính Thánh Pôsiano, Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh Filippo Lito, linh mục tử đạo. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót. Lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài. Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Tiếp theo đây, xin kính mời quý thánh giả lắng nghe lời Chúa với thầy phó tế Đa Minh Phạm Ngọc Hảo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ, người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng:
xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng, tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì người bỏ xứ Galilea mà đến Judea, bên kia sông Giô-đan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lời Chúa nói với mỗi chúng ta, hãy tha thứ nhau, cho nhau luôn mãi. Với Phêrô, tha thứ 7 lần chắc là bác ái trọn vẹn lắm rồi. Thế nhưng đối với Chúa thì Chúa muốn mọi người luôn tha thứ không giới hạn. Tha thứ là một đề tài xưa như trái đất. Thế nhưng thực hiện được lời mời gọi tha thứ như Chúa Giêsu kêu mời thì thật quả là còn ít người làm được. Chúng ta có thể nghe đoạn tin mừng này nhiều lần, hay đọc kinh lạy cha hàng ngày để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng ta và chúng ta tha thứ cho nhau. Thế nhưng thật sự tha cho kẻ lỗi phạm đến ta thì quả là khó. Có lần tôi được thưa chuyện với một số cựu quân nhân và cách riêng là các bác phải chịu tù cải tạo của Cộng sản. Bác chia sẻ, khó lắm thầy ơi, chịu nhiều giằng co, nhiều lúc thật sự muốn tha thứ nhưng không làm được. Những hình ảnh vẫn còn rất sống động, rõ ràng trong tâm trí, ngay cả lúc đêm về, nằm trên giường mà vẫn còn ám ảnh, rùng rợn, sợ hãi bởi sự độc ác của những viên cai tù Cộng sản. Bác còn chia sẻ thêm, đến cả bây giờ, mỗi khi nghe tiếng kẽn, thì nỗi ám ảnh lại trở về. Đúng thật, nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tha thứ cho những ai thật lòng thống hối thì dễ, chứ mà tha thứ cho những ai vẫn đang hống hách, hiên ngang sờ sờ trước mặt thì thật quả là khó. Đặc biệt là những kẻ thù ấy vẫn cứ ngày qua ngày rắc thêm chút muối vào vết thương lòng của ta. Làm sao quên được những đau thương chúng gây ra cho người thân và những người anh em đồng đội của tôi? Có người thù ghét nhau cả đời chỉ vì một câu nói lỡ lời. Và so với những mối thù mà kẻ thù năm này tháng nọ gây ra cho ta biết bao là đau khổ, thì hỏi làm sao tha thứ cho được. Thế nhưng lời Chúa đã dạy phải tha thứ vô điều kiện, tha thứ luôn mãi, thì chắc chắn điều đó phải là điều tốt thì Chúa mới dạy ta như thế. Hơn nữa, Chúa sẽ giúp sức cho những ai thành khẩn kêu xin Ngài giúp đỡ, thì chắc chắn Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta làm được những gì Chúa mong muốn. Để giúp chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác, thì hãy nghĩ đến những lỗi lầm của mình đối với Chúa. Khi ta thấy ta thật đáng chết trước mặt Chúa, thế mà Chúa vẫn cho ta cơ hội sống đến giờ này để ta thống hối và thực hành lời mời gọi sống bác ái và yêu thương. Hay nói cách khác,
chúng ta cần tha thứ cho người khác đơn giản là vì chúng ta vốn là một tội nhân trước mặt Chúa. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Khi chúng ta tha thứ, đó là lúc chúng ta giảm bớt đi những gánh nặng cho người phạm lỗi. Giả như người phạm lỗi nhận ra lỗi của mình mà còn đang ngại ngùng, không biết phải làm sao để giao hòa và trong lòng còn bối rối, áy náy, mà chúng ta đi bước trước để tha lỗi cho người đó, thì quả là một cử chỉ đầy nhân ái. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, đó cũng là tạo một cơ hội mới, một sự bắt đầu mới cho hối nhân bắt đầu trở lại. Trong giáo hội, có những vị thánh chọn cách ứng xử với kẻ thù thật là anh hùng. Các thánh hay làm ngược lại với những gì là con người bình thường hay làm. Khi ghét ai, thì các ngài càng cầu nguyện nhiều cho người đó. Và Thánh Phaolô viết, hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Hay chỗ khác ngài viết, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Đó là cách ứng xử của các thánh. Và lạ thay, khi tha thứ cho kẻ thù, không những người đó được giải thoát, mà chính người tha thứ cũng được giải thoát. Khi quyết định tha thứ vô điều kiện, chúng ta mới có thể trở nên hoàn toàn tự do khỏi mọi sự buồn giận và thù oán. Khi ấy, đời sống ta mới thật sự tự do, tràn đầy vui mừng, bình an và sức sống từ nơi Chúa. Nếu không tha thứ mà cứ nuôi thù hận trong lòng, thì chính ta là người bị tổn thương trước tiên. Chính ta tiếp tục giam hãm chúng ta trong tù đày. Nếu chúng ta cứ giữ những cay đắng thù hận trong lòng, thì điều đó sẽ làm cho ta không thể cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa dành cho ta trong đời sống. Do vậy, chỉ có tha thứ mới dẫn chúng ta đến tự do thật sự, và tha thứ là một giải pháp tốt nhất cho chính bản thân tôi. Xin Chúa ban cho chúng ta có thêm ý chí và lòng quyết tâm để sống lời Chúa, chứ không chỉ nghe suông. Amen. Thank you.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy giả giới vũ khí hạt nhân. Tin Hiroshima. Mọi người đều im lặng để kỷ niệm ngày 6 tháng 8 năm 1945, ngày mà quả bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ đã rơi trên thành phố Hiroshima. Những tiếng chuông thông thả nhưng liên tục gióng lên để nhớ lại 70 năm trước, khi thành phố biến thành một địa ngục lửa. Hiện diện trong công viên là Đức Giám mục Oscar Cantu đến từ tiểu bang Mexico. Ngài nói, việc cử một phái bộ Hoa Kỳ đến đây hôm nay rất quan trọng, vì chúng ta góp phần vào việc cầu nguyện cho hòa bình của người Nhật và tỏ lòng đoàn kết của họ. Họ là những người trên thế giới đã cùng với Giáo hội Công giáo để lên tiếng chống lại sự bành trướng vũ khí hạt nhân. Dù hai đất nước chúng ta đã là thù địch 70 năm trước, chúng ta đã trở thành đồng minh trong những nỗ lực của hòa bình hôm nay. Đón rước người di tản từ Iraq là làm chứng tá cho sự phục sinh. Tin Vatican. Trong một thông điệp gửi những người di tản Iraq sang Vương quốc Jordan hôm 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết nhóm quốc gia Hồi giáo đã khiến hàng trăm ngàn người Kitô giáo Iraq phải rời khỏi nước, và Ngài cầu nguyện để tất cả mọi người trên thế giới thông cảm và chú ý hơn đến sự tế nhị của bất hại tôn giáo, và cộng đồng thế giới sẽ không đứng một cách im hơi lặng tiếng và không có phản ứng trước những tội ác không thể chấp nhận được như vậy. Ngài kêu gọi hòa bình cho Iraq. Theo phúc trình của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, thì đã có 57.000 người di tản Iraq được Jordan tiếp nhận, và trong bức thư được phổ biến, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cảm ơn những người đã chăm lo cho những người tị nạn. Quyển đánh giá mới nói về đời sống bên trong Vatican. Tin Vatican, trong một quyển sách dày trên 1.600 trang, các cơ sở của tổ chức tòa thánh đã nói về các sinh hoạt của họ. Nhiều cơ sở đã kể lại tỉ mỉ tên của những khách đã viếng thăm, nhưng có nhiều tổ chức cũng kể một cách đại cương về công việc chính yếu của họ. Chúng ta có thể theo dõi những chi tiết về đời sống bên trong Vatican như sau. Trong năm 2014, nhà thuốc Tây của Vatican đã sử dụng 7 tu sĩ và 53 giáo dân. Cũng trong năm, Bộ Phong Thánh đã nghiên cứu các phép lạ của 58 hồ sơ phong thánh khác nhau. Trong niên khóa năm 2013-2014, 1.086 học giả từ 54 nước được phép để nghiên cứu thư khố mật của tòa thánh, và có 72 học giả hàng ngày đến thăm viếng thư viện tòa thánh. Lực lượng bảo an của Vatican gồm có 194 người,
toàn giáo dân. Vatican có 611 công dân, trong số đó có 78 đức hồng y và 108 nhân viên thuộc đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha. Hy Lạp đang trong cơn khủng hoảng và người Công giáo làm gì để giúp họ? Tin Hy Lạp, trong khi tình hình kinh tế và chính trị của Hy Lạp ngày càng trở nên phức tạp, cơ quan thiện nguyện Caritas của giáo hội đã dùng hết các nỗ lực để giúp đỡ con số những người khó nghèo càng ngày càng gia tăng, cùng với sự hiện diện của các chi dân đổ vào trong nước. Cha Andrea Vucinos, giám đốc tổ chức Caritas Hy Lạp cho biết, ở đây tất cả mọi thứ đều bị chặn đứng, tất cả mọi việc đều khó khăn, không có công ăn việc làm, không có gì cả. Mặc dù tất cả dân chúng đều đi tìm việc làm, nhưng không có việc làm, đó là một tình trạng thật khó khăn. Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 6 tháng 7, dân chúng Hy Lạp đã bỏ phiếu rất đông đảo để chống lại các biện pháp cứu nguy của châu Âu. Sau khi quốc gia không thể trả được món nợ khổng lồ, hơn 300 tỷ Âu Kim, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ khiến quốc gia Hy Lạp phải chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất và có thể mất chỗ đứng trong khu vực Âu Kim. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe bài đọc Lòng Chưa Khoan Dung, được trích từ Lời Gọi Yêu Thương của tác giả Thiên Phúc. Rebecca Thompson, 13 tuổi, và cô em gái 11 tuổi có mộng ước vào một đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Nhưng mộng ước chưa thành thì một ngày kia, hai cô đã bị hai người đàn ông quản thúc trong một cửa hàng Casper thuộc tiểu bang Washington. Hai người đàn ông đã đánh đập và hãm hiếp cô, rồi xô cả hai chị em xuống một vực thẳm. Cô em gái chết vì đập vào một mỏm đá trên dòng sông. Riêng Rebecca không hiểu do phép lạ nào đã được cứu thoát. Năm 1992, tức 18 năm sau, Rebecca trở lại rặng núi ấy với đứa con gái 2 tuổi và người bạn trai bên cạnh. Rebecca ngồi nhìn lên đỉnh núi và khóc tức tưởi. Trong nước mắt, Rebecca kể lại cho người bạn một tai nạn khủng khiếp và thảm thương nhất đời nàng. Không muốn cho đứa con gái nhỏ nghe câu chuyện, người bạn trai của Rebecca đưa nó ra xe. Thế nhưng, chỉ nháy mắt, quay lại, ông không còn thấy Rebecca đâu cả. Cũng từ chiếc cầu mà 18 năm trước, Rebecca đã bị hai tên làm mặt hãm hiếp và xô xuống dòng sông. Giờ đây, cô lại tự ý gieo mình xuống. Rebecca đã chết lần thứ hai. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã rơi vào tình trạng đáng thương như Rebecca Thompson. Gánh nặng của quá khứ đau buồn đè bẹp trên chúng ta, có thể là những đau khổ người khác gây ra, có thể là những tội lỗi nặng nề trong quá khứ, có thể là những cắn rứt của lương tâm, có thể là những quyết định sai lầm khiến ta ngày càng xa rời tình yêu Chúa. Chúng ta đừng nhìn về quá khứ mà gặm nhấm những gì mình đã mất, nhưng hãy nhớ rằng mỗi thánh nhân có một quá khứ, và mỗi tội nhân có một tương lai. Hoa tương lai nằm trong mầm hiện tại. Niềm tin luôn mời gọi chúng ta nhìn về phía trước. Niềm tin luôn lôi kéo chúng ta ra khỏi cô đơn và tuyệt vọng. Niềm tin luôn nhìn vào những thất vọng khổ đau không như một ngõ cụt, mà khởi đầu cho một dịp may mới. Niềm tin luôn mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu như người mục tử đầy lòng nhân hậu, khoan dung và tha thứ, nâng đỡ và ủy an. Vì một con chiên thôi, người mục tử không ngại bỏ 99 con kia lại
để đi tìm cho kỳ được con chiên lạc. Vì một đồng bạc thôi, người phụ nữ đã thắp đèn, quét dọn, lục lọi tìm cho nó ra. Vì một đứa con hoang đàng trở về, mà người cha nhân hậu vui mừng khôn xiết. Ông làm tất cả những gì có thể để bày tỏ tình thương tha thứ. Lạy Chúa, dù tội con có ngập tràn, Chúa vẫn chờ đợi thứ tha. Dù tim con có phôi pha, Chúa vẫn vỗ về an ủi. Xin cho con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa, là đấng đầy lòng khoan dung và nhân hậu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện với sự cộng tác của các anh chị em tông đồ giáo dân. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp rất ước mong đón nhận mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ của quý thính giả. Và chúng tôi xin chân thành cảm tạ những đóng góp yểm trợ của quý ân nhân cho Radio Mẹ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành cho quý vị và gia đình. Chúng tôi cũng ước mong tiếp tục đón nhận những đóng góp quảng đại của quý vị ân nhân và thính giả cho Radio Mẹ được mỗi ngày một lớn mạnh và trường tồn, để tin mừng của Chúa lan rộng như vết dầu loang đến với mọi người khắp nơi. Mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ, xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2460 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997, hoặc qua email qua địa chỉ radiodukme@yahoo.com. radiodukme@yahoo.com. Tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Đường Thiêng Liêng Công Giáo là con đường tu đức, một con đường tìm về con tim của giáo hội công giáo, để được mẹ hội thánh nâng đỡ, dìu dắt và dưỡng nuôi trong nền tu đức của đạo công giáo. Đường Thiêng Liêng Công Giáo là cơ hội để mỗi người chúng ta trở về với chính mình, để tĩnh tâm, hầu tìm gặp Chúa Giêsu. Con đường Thiêng Liêng Công Giáo là con đường tình yêu, trên con đường này, ta sẽ cảm nhận được tình Chúa yêu thương ta biết dường nào, và ta cũng sẽ được thêm lòng yêu mến Thiên Chúa. Mối tình còn dâng trái tim là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mắt cho con an yên sống một đời có người con vui. Chúa dẫn con đường đi về đông nơi Thanh Vân xin thân ái kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh đến với quý vị qua tiết mục Tâm Thư Hàng Tháng với Linh Mục Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa. Chúng con xin kính chào cha. Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em, và xin kính chào chị Thanh Vân. Dạ thưa cha, chúng ta đã bước vào tháng 8. Vậy thì xin mời cha gửi tâm tình qua bức tâm thư đến với quý khán thính giả của chúng ta thưa cha. Vâng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu có dịp đọc lướt qua lịch phụng vụ công giáo, chúng ta nhận thấy hàng năm vào tháng 8, giáo hội mừng kính nhiều ngày lễ về Đức Trinh Nữ Maria. Chẳng hạn như ngày 5 tháng 8, giáo hội mừng lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả. Tiếp theo là lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng vào ngày 15 tháng 8. Và một tuần sau đó, giáo hội lại mừng lễ Maria Trinh Nữ Vương.
Vậy nguồn gốc cũng như những ý nghĩa của những ngày lễ này như thế nào? Đền thờ Đức Bà Cả tại Roma cũng có một tên gọi khác là Vương Cung Thánh Đường Liberio. Truyền thuyết kể lại rằng đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ đã hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio thứ nhất và truyền lệnh xây một đền thờ nơi có tuyết rơi trong đêm đó. Sáng hôm sau, Đức Giáo Hoàng đến đồi Aquilino. Ngài trông thấy có tuyết rơi, nhưng thời điểm này là mùa hè oi bức. Nhưng lại, đúng như lời Đức Mẹ đã nói với Ngài trong thị kiến. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Liberio thứ nhất đã truyền xây đền thờ Đức Mẹ tại đây và bắt đầu khởi công vào năm 366. Sau đó, đền thờ này được Đức Giáo Hoàng Sito thứ ba chỉnh trang và cung hiến năm 435 để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa mà công đồng Efeso đã tuyên tín vào năm 431 và gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì là đền thờ đầu tiên và là một trong bốn vương cung thánh đường lớn nhất thành Roma. Ngày 12 tháng 11 năm 1964, trong đền thờ Đức Bà Cả, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội và dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ như sau. Với một tinh thần đầy tín thác và thảo mến, chúng con ngước nhìn lên Mẹ, dầu chúng con bất xứng và yếu hèn. Đã ban cho chúng con Chúa Giêsu là nguồn ơn thánh, thì Mẹ không quên hộ giúp giáo hội của Mẹ, hầu giáo hội luôn thịnh đạt với những ơn rạc rào của Chúa Thánh Linh và đang dấn thân với sự căng tân trong sứ vụ cứu rỗi. Trước đó, Thánh Cyrilô, Thánh Alexandria đã giảng tại công đồng Efeso năm 431 như sau. Tôi thật hân hoan và phấn khởi vì cảm nhận được rằng Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh đã kêu mời các nghĩa phụ tề tự về đây dù đang bị phiền đau nhiều và đang bị đè nặng. Nhưng tôi cũng thấy vui mừng. Quả thật, giờ đây lời Thánh David đang thực hiện nơi chúng ta. Ngọt ngào, tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Vậy, chúng con xin kính chào ba ngôi mầu nhiệm và Chí Thánh đã tập hợp chúng con hết thảy về ngôi Thánh Đường Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa này. Chúng con cũng kính chào Thánh Mẫu Maria là kho tàng đáng kính của tất cả hoàng vũ, là ánh sáng không bao giờ tắt, là triều thiên của sự đồng trinh, là vương trượng của giáo lý chân chính, là đền thờ không bao giờ hư nát, là nơi chứa đựng đấng không đâu chứa nổi, là Mẹ nhưng vẫn đồng trinh. Nhờ Ngài mà trong tin mừng đấng đến nhân danh Thiên Chúa được xưng tụng là diễm phúc. Chúng còn cũng kính chào Mẹ đã mang trong lòng đồng trinh thánh thiện của Mẹ, đấng vô biên không đâu chứa nổi. Nhờ Mẹ mà ba ngôi rất thánh được tôn vinh và thờ lạy. Nhờ Mẹ mà cả thế giới chúc tụng và thờ lạy cây thánh giá cao quý. Nhờ Mẹ mà các tầng trời được vui mừng. Nhờ Mẹ mà các thiên thần và các tổng lãnh thiên thần hân hoan. Nhờ Mẹ mà ma quỷ bỏ trốn. Nhờ Mẹ mà tên cám dỗ đã rớt xuống khỏi trời. Nhờ Mẹ mà tạo vật sa ngã được đưa lại về trời. Nhờ Mẹ mà toàn thể tạo vật nô lệ tà thần đã nhận biết chân lý. Nhờ Mẹ mà kẻ tin đã được thanh tẩy. Nhờ Mẹ có dầu hoang lạc được trào đổ ra, mà các hội thánh được xây dựng ở khắp mặt địa cầu và các dân tộc được đưa về sự ăn năn thống hối. Nhờ Mẹ, con một Thiên Chúa đã là ánh sáng chiếu soi cho những kẻ ngồi trong bóng tối sự chết. Nhờ Mẹ, các ngôn sứ đã tiền báo. Nhờ Mẹ, các tông đồ đã rao giảng ơn cứu chuộc cho muôn dân. Nhờ Mẹ, kẻ chết được sống lại. Vậy, ai là người có thể ngợi khen Đức Maria cho xứng đáng? Ngài vừa là Mẹ,
vừa là trinh nữ. Ôi, thật lạ lùng. Lạ lùng đến nỗi tôi phải ngỡ ngàng. Có ai nghe nói rằng đấng xây dựng đền thờ lại không được vào đền thờ mình đã xây dựng bao giờ? Và ai có thể xấu miệng trước việc Thiên Chúa đặt nữ tỳ của người làm mẹ? Tất cả vạn vật đều hân hoan. Người ta hãy để cho chúng tôi được kính tin, thờ lạy và tôn sùng ba ngôi duy nhất và bất khả phần bằng việc ngợi khen Đức Maria trọn đời đồng trinh là đền thờ của Thiên Chúa và ngợi khen con của mẹ cũng như bạn trăm năm vẹn sạch của mẹ, vì mẹ đáng được vinh quang muôn đời. Kế đến là đại lễ mẹ Maria hồn xác lên trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tuyên bố như sau. Chúng tôi tuyên bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mặc khải, đó là Đức Maria trọn đời đồng trinh, mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế đã được đưa lên trời hiển vinh cả hồn lẫn xác. Vâng, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ là mẹ Thiên Chúa, do đó Ngài dành riêng cho mẹ những đặc ân cao quý nhất. Không một thụ tạo nào được Ngài trao ban ân huệ quý giá như vậy. Khi Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời, Ngài không nói mông lung, nhưng Ngài đã tuyên tín điều này với tất cả niềm tin, và đức tin này dựa trên những cơ sở chắc chắn vì giáo hội mừng lễ mẹ Maria hồn xác lên trời tại Syria vào thế kỷ thứ 6. Giáo đoàn Jerusalem mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác về trời vào thế kỷ thứ 8. Giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đưa đến kết luận không như mọi con cái của Eva. Đức Maria là Eva mới sẽ không phải chết về phần xác. Niềm tin Đức Maria mẹ Thiên Chúa cũng đưa giáo hội đến chỗ tin rằng Chúa Giêsu sẽ không để mẹ Maria, mẹ yêu quý của Ngài phải chịu cảnh hư nát vì sự chết. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo viết, việc Đức Trinh Nữ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác là sự thông phần cá biệt và cuộc phục sinh của con mẹ và tiền báo cuộc phục sinh của các tín hữu. Do đó, ta hiểu được rằng đặc ân hồn xác lên trời của Đức Mẹ là một ơn huệ cao quý, không một người nào ở trần thế này được Thiên Chúa thưởng công như thế. Ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời, mẹ Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ, bảo toàn và tuyển chọn dành riêng cho Ngài. Nên tâm hồn và thể xác của mẹ luôn tinh trong, không vương tì ố nào, không mang trong mình vết tích của tội nhơ nguyên tổ. Mẹ đã được chọn giữa muôn người phụ nữ để làm mẹ Thiên Chúa, làm mẹ Đức Giêsu Kitô. Do đó, mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội. Đây là đặc ân cao quý nhất. Chưa hề có người phụ nữ nào được ân phúc như mẹ. Maria là hình ảnh vẹn toàn nhất của giáo hội ngày mai, là bình minh của giáo hội khải hoàn. Chính niềm tin tuyệt đối của mẹ Maria vào Thiên Chúa đã khiến mẹ Maria trở nên vững mạnh và đáng được thế giới chúc tụng mẹ muôn muôn ngàn đời. Sự tinh trắng, nguyên vẹn của thể xác và tâm hồn mẹ Maria đã khiến mẹ được đặc ân riêng biệt. Sự vô tì tích của tâm hồn và thể xác mẹ đã được Thiên Chúa chúc phúc cho cả hồn lẫn xác của mẹ sau khi trọn vẹn cuộc hành trình đức tin trần thế, được đưa lên trời hưởng vinh quang cùng với Thiên Chúa ba ngôi. Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời là một mầu nhiệm đức tin. Tín điều vô ngộ của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 về Đức Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời cũng là mầu nhiệm của lòng tin. Việc mẹ Maria hồn xác lên trời là mầu nhiệm của đức tin. Nên tín điều hồn xác lên trời của Đức Mẹ do Đức Giáo Hoàng công khai tuyên bố trên tòa ngài Thánh Phêrô đã minh định cho nhân loại biết rằng mẹ Maria có liên hệ chặt chẽ
với mỗi người chúng ta. Nhờ sự trinh khiết và vô tỳ tích cả hồn lẫn xác của Đức Trinh Nữ Maria, mọi người có lòng tin sẽ được hưởng nhờ đặc ân cứu chuộc của Thiên Chúa và tin vào sự giải thoát tội lỗi Thiên Chúa dành cho Maria, là ta tin vào chính Đức Kitô chết và sống lại. Mẹ Maria đã lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ Maria lên trời là hình ảnh của Giáo hội Khải Hoàng. Mừng lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời, chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ cho chúng ta cũng được lên trời vinh hiển với Mẹ qua lời kinh: Ôi Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ toàn thể nhân loại. Với lòng tin sốt sắng, chúng con vững tin xác hồn Mẹ đã được vinh hiển trên trời. Do đó, Mẹ được đặt làm nữ vương toàn thể cơ binh thiên thần và toàn thể các thánh. Chúng con xin hợp với các ngài để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa là đấng đã siêu tôn Mẹ trên mọi thụ tạo, và chúng con xin dâng lên Mẹ lòng sùng kính, sốt sắng và yêu mến. Từ cõi trần gian đang lê bước lữ hành, chúng con được an tâm nhờ niềm tin vào cuộc phục sinh tương lai. Chúng con nhìn lên Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và niềm hy vọng của chúng con. Xin Mẹ lôi kéo chúng con bằng sự dịu ngọt của giọng nói của Mẹ, để một ngày kia sau cuộc lưu đày này, Mẹ cho chúng con được nhìn thấy Chúa Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Dạ thưa cha, chúng con đã được nghe tới tên đền thờ Đức Bà Cả tại Roma từ lâu, nhưng mà đã không được biết về nguồn gốc của đền thờ này. Vậy thì xin mời cha nói thêm một cách chi tiết về đền thờ Đức Bà Cả thưa cha. Vâng, khi nói đến đền thờ Đức Bà Cả có nghĩa là, cái chữ cả có nghĩa là lớn nhất, giống như là con cả trong gia đình, bởi vì đây là một trong những đền thờ được xây đầu tiên để cung hiến cho Đức Mẹ và để mừng, đó là mừng việc mà trước đây đạo Công giáo đã bị bắt hại, do đó là các tín hữu phải sống chung với những người đã chết, tức là sống trong hang tọa đạo, có nghĩa là ở nghĩa địa, thì nơi đó là nơi mà người ta chôn người chết, thì người Roma họ không dám đến để mà bắt những người này, những người đang theo Chúa Kitô. Và những người theo Chúa Kitô thì chúng ta hình dung là họ bị bắt hại và bây giờ họ phải sống chung với những người đã chết mà chôn trong nghĩa địa như vậy, và người Roma người ta không dám đến, thì họ đã được ở đây, ở nơi những cái hầm mộ để mà sống qua ngày. Nhưng sau khi được hoàng đế Constantinople đã viết chiếu chỉ Milan, có nghĩa là năm 313 được tự do để mà ai theo tôn giáo nào thì được mạnh dạn và công khai thực hành cái tôn giáo đó. Do đó là người Kitô hữu đã được một cách công khai công nhận là được chính thức để mà hoạt động. Thế là họ đã, chúng ta gọi là ra khỏi mặt đất để mà tiếp xúc với những người khác, rồi họ quy tụ lại với nhau để mà làm những việc phụng thờ Chúa, và đền thờ được coi là nơi mà họ công khai đến để bày tỏ niềm tin của mình. Do đó khi xây đền thờ này một cách công khai, vừa nói cho chính quyền biết là đức tin của chúng tôi đã ban cho chúng tôi do Thiên Chúa ban để mà chúng tôi hành đạo, thì bây giờ nhà thờ là nơi để quy tụ chúng tôi lại, và nơi đó các tín hữu quy tụ để mà bày tỏ niềm tin của mình. Do đó nó có ý nghĩa là đền thờ Đức Bà Cả vừa là nơi, một nhà thờ thật là lớn, mà cũng là nơi để bày tỏ niềm tin. Sau hơn 300 năm bị cấm cách thì bây giờ họ được công khai để mà tuyên xưng niềm tin của mình. Do đó là một niềm vui và là một điều an ủi cho tất cả mọi người Kitô hữu thời bấy giờ, nên nó được coi trọng. Cũng giống như chúng ta hiểu là sau một thời gian ở Việt Nam, chúng ta không được đến nhà thờ để đi lễ, phải trốn chỗ này, trốn chỗ khác. Bây giờ được
dự thánh lễ một cách công khai và xây nhà thờ, thì nhà thờ đó trở nên nơi đánh dấu đức tin của người Kitô hữu được biểu lộ một cách công khai. Thì cũng vậy, đền thờ Đức Bà Cả được nổi tiếng, được nhiều người biết đến, cũng như giáo hội nâng lên hàng vương cung thánh đường, bởi vì đây là nơi đầu tiên mà người Công giáo được công khai để mà bày tỏ niềm tin của mình. Chào thưa cha, hy vọng rằng trong tương lai đó chúng con sẽ có dịp qua bên Roma để tận mắt mình chiêm ngưỡng đền thờ Đức Bà Cả đó thưa cha. Vâng, đúng vậy. Dạ thưa cha, trong thế kỷ thứ 6 đó thì tại Syria người ta đã mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, và trong thế kỷ thứ 8 thì giáo đoàn Jerusalem cũng đã mừng kính lễ Đức Mẹ lên trời. Con không hiểu vì những lý do nào mà mãi đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, tức là trong thế kỷ 20, thì Đức Thánh Cha Pio thứ 7 mới tuyên bố cái tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời thưa cha. Vâng, thưa ông bà và chị em, chúng ta biết được rằng những gì mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố và giáo hội tuyên tín thì không phải bỗng nhiên chúng ta làm ngay lập tức, nhưng cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý cho chính hàng giáo phẩm cũng như chuẩn bị tâm lý cho tất cả các giáo dân. Do đó là từ thế kỷ thứ 6, cộng đoàn ở Syria đã mừng lễ Mẹ Hồn Xác lên trời, và thế kỷ thứ 8, giáo đoàn Jerusalem đã mừng điều đó. Nhưng mà giáo hội cũng phải từ từ để mà cho người ta biết là khi viết ra một văn kiện gì thì cho biết là quá khứ trong lịch sử đã có những nơi thờ phượng như vậy rồi, và bây giờ chúng ta tiếp tục truyền thống đó. Khi viết thành văn bản là một hình thức để mà cho người ta biết một cách công khai đối với tất cả giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương. Thì thời bây giờ chúng ta biết là giáo hội Đông Phương họ cử hành việc mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trước, rồi sau đó giáo hội Tây Phương mới từ từ bắt đầu để mà có cái thói quen đó. Nhưng mà khi Đức Giáo Hoàng viết lên, có nghĩa là Ngài đã thâu nhập được tất cả những cái lòng sùng kính của mọi người, và không có ai chống đối việc này. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là để Ngài công bố vào thế kỷ 20 như vậy, như thể là cho biết giáo hội Đông Phương và Tây Phương cùng hiệp nhất với nhau trong giáo điều này, mặc dù có những điểm khác biệt về những khía cạnh khác, nhưng mà đối với tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời thì cả giáo hội Đông Phương lẫn Tây Phương đều có cảm nghiệm chung. Do đó là khi tuyên tín điều này là Đức Giáo Hoàng cũng đã đọc qua những dữ kiện về quá khứ cũng như dựa vào những lời bình của các vị giáo hoàng tiền nhiệm của mình, để rồi khi Ngài viết lên thông điệp thì không có ai có thể chống đối được. Và cũng thể hiểu là qua lời cầu nguyện mà Chúa đã muốn đến thời đến buổi thì sự kiện này được công bố một cách công khai. Do đó là chúng ta tạ ơn Chúa là có các vị giáo hoàng để rồi vị sau nối tiếp các vị trước để truyền tải đức tin cũng như nói cho chúng ta biết là mình cần phải tin những gì. Do đó là việc mà có từ trước đây, từ thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 8 và đến thế kỷ 20 mới một cách công khai, có nghĩa là xã hội cũng đã điều tra, tìm hiểu và gom góp những cái ý kiến chung của tất cả các giáo phụ, các nghị phụ, những giám mục của cả hai giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Dạ thưa cha, dựa trên Kinh Thánh đó, thì Đức Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thánh giá năm ngày 33 tuổi và được chôn trong mộ đá. Đến ngày thứ ba thì Chúa Giêsu đã sống lại, và sau đó Ngài lên trời cả hồn lẫn xác. Thế thì Đức Mẹ Maria thì làm sao thưa cha? Chúng con không biết là Đức Mẹ qua đời năm nào, sau đó Đức Mẹ có chôn trong mộ đá không, và rồi trong vòng bao nhiêu lâu thì Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác thưa cha? Vâng, có điểm phân biệt mà chúng ta cần nói ở đây, đó là Chúa Giêsu sống rồi Ngài chết và Ngài sống lại rồi lên trời cả hồn lẫn xác là do quyền năng của Thiên Chúa và cũng là Chúa Thánh Thần tác động. Còn đối với Đức Mẹ cũng có những nét tương tự, tức là cũng sống như người chúng ta đây, rồi sau đó được lên trời cả hồn lẫn xác, nhưng không phải là Ngài lên trời cả
cả hồ lợi xác do quyền năng riêng của Đức Mẹ, nhưng do Thiên Chúa ban. Đó là điểm khác biệt. Và nói đến việc Đức Mẹ qua đời năm mấy thì truyền thống nói rằng Đức Mẹ không có chết, nhưng Đức Mẹ chỉ ngủ. Tức là truyền thuyết nói lại rằng năm Đức Mẹ 72 tuổi thì Đức Mẹ sống với Thánh Gioan. Bởi vì chúng ta nhớ dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trối lại Thánh Gioan cho Đức Mẹ và trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Thế rồi, và khi mà các tông đồ quây quần lên Đức Mẹ thì lúc đó Mẹ đã về già 72 tuổi, và như vậy là Mẹ nhắm mắt nhưng mà không có chết. Giáo hội nói là Đức Mẹ ngủ. Rồi sau đó Tôma là tông đồ vắng mặt hôm đó thì đi về thì nghe nói là Đức Mẹ đã an giấc rồi, thì ông hỏi là đã để ở đâu để ông đến xem. Thì khi đến xem thì không còn xác của Đức Mẹ ở đó nữa. Và giáo hội nói rằng nếu mà Chúa Giêsu được cung lòng của Đức Mẹ cưu mang, để rồi bây giờ không lẽ Chúa lại để cho cung lòng đó bị hư nát theo thời gian, bị thối rữa như thời gian hay sao? Hơn nữa là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, không có tội, thì tại sao lại bị hư nát như vậy được? Do đó là giáo hội dạy rằng Đức Mẹ đã an giấc bằng cách là ngủ, rồi sau đó được đặc ơn cao quý Thiên Chúa nâng Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Do đó là việc mà Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là mầu nhiệm đức tin, và chúng ta được mời gọi tin để rồi đó là những gì mà hình ảnh báo trước, sau này chúng ta cũng sẽ được như vậy. Dĩ nhiên là không phải chúng ta lên trời cả hồn lẫn xác khi mình còn sống, nhưng phải qua cái chết để rồi từ đó qua sự thanh luyện và chúng ta cũng sẽ được phục sinh, thân xác này phục sinh lại. Nhưng chúng ta biết là nó sẽ không còn như bây giờ nữa, nhưng có cái nét nào đó để người ta vẫn nhận ra nhau, nhưng mà không có chính xác như là chúng ta có đây. Nhưng nó là một điều mà giáo hội dạy, đó là nó sẽ khác đi, cũng giống như hình ảnh của Chúa Giêsu sau khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết trên đường đi Emmaus gặp hai môn đệ, thì hai ông đã không nhận ra Ngài cho đến khi cái cử chỉ này bẻ bánh thì hai ông mới nhận ra. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để theo dõi tiết mục Tâm Thư hàng tháng. Và giờ đây, trước khi chấm dứt chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý cùng Linh Mục Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa trong phần suy niệm cuối giờ. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ, và qua đó chúng con học được rất nhiều nơi mẹ, sự khiêm nhường, sự đơn sơ, và cũng là một tấm gương của sự trong sạch khi Thiên Chúa ban cho mẹ được vô nhiễm nguyên tội. Thì trong cuộc sống của mọi người chúng con có nhiều cạm bẫy, có nhiều yếu đuối, xin cho chúng con được biến đổi mỗi ngày để chúng con bớt phạm tội, để rồi ngày sau chúng con được hưởng tôn nhang Thiên Chúa như mẹ đã được hưởng. Xin Chúa tiếp tục chúc lành, thánh hóa mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho toàn thể quý ông bà và anh chị em. Amen. Amen.